Miami Beach, Florida. Ngọc Ánh xin kính chào các bạn đang đến thăm kênh của Ngọc Ánh Your Real Estate USA, chia sẻ kinh nghiệm đầu tư bất động sản và kinh nghiệm làm môi giới bất động sản. Ngọc Ánh đã làm môi giới bất động sản hơn 30 năm tại Hoa Kỳ. Hôm nay mình sẽ nói một cái đề tài cho mướn nhà theo diện Airbnb mà không cần mua nhà. À, các bạn nghĩ làm sao mà được? Không có nhà thì làm sao mà cho mướn phòng theo diện Airbnb? Cái đó được bạn, mà phải chịu khó đi tìm kiếm nhà gần những chỗ du lịch hoặc những chỗ trường học để cho học sinh hoặc là khách du lịch mướn theo dạng Airbnb. Quan trọng nhất là những địa điểm du lịch. Tại sao vậy? Những địa điểm du lịch thì khách sạn rất là mắc tiền. Có nhiều người có tình trạng tài chính hạn chế thì không đi vào khách sạn được. Mà khi mướn khách sạn thì họ sẽ tính tiền đậu xe ngoài bãi xe ở Mỹ nha bạn. Tiền đậu xe nó cũng tính một ngày 8 đồng. Là tiền thuế, tiền đủ thứ tiền hết. Thì họ, những gia đình mà, những người mà có tài chính hạn chế đó, thì họ kiếm những cái nhà ở dạng Airbnb. Và nếu mà mình không có tiền để mình mua nhà, thì bây giờ mình phải làm sao để mình có nhà ở mà cũng kiếm thêm được tiền để phụ vào trả tiền nhà. Thì có anh bạn góp ý với mình là mình thấy cũng hay, là mình mướn nhà rồi mình cho mướn phòng trong nhà theo diện Airbnb. Thì ở Mỹ nó có nhiều công ty cũng giống như Airbnb, chứ không phải là chỉ một Airbnb không. Có 3-4 công ty cũng làm theo diện Airbnb, tức là mình đưa cái nhà của mình, phòng của mình, hoặc là có nhiều khi là người ta có dư một cái căn phòng ở phía sau á bạn, phía sau nhà đó, thì họ cũng cho mướn vậy được. Để cho mướn Airbnb thì nó nhiều tiền hơn là cho mướn tháng. Nhưng mà phải cẩn thận như vậy. Mình không mướn nhà ở những chỗ nhà mà có kêu là ban quản trị, kêu là Homeowner Association. Thì khi mà có Homeowner Association, tức là có ban quản trị, thì họ sẽ dòm chừng nhà kỹ lưỡng. Họ sẽ không cho mình mướn theo phòng. Mà thường thường Airbnb là nó có tường bọc chung quanh cái khu, rồi có bảo vệ. Thành ra nếu mà mình làm trái luật của họ thì họ không cho khách mình đi vào. Bảo vệ sẽ không cho khách mình đi vào. Và ban quản trị có thể thưa kiện nữa. Thành ra nếu cho mướn nhà Airbnb là thứ nhất là không có nên mua nhà ở chung cư. Chung cư nó cũng có ban quản trị chung cư, thì họ có luật lệ là chung cư không có thích Airbnb đâu bạn. Bạn tự bạn mướn nhà chung cư mà nó cũng bắt phải nộp đơn, nó điều tra, đưa lý lịch cá nhân cũng phải cả tháng thì nó mới cho bạn vô, nếu bạn lý lịch cá nhân của bạn tốt. Thành ra cho mướn nhà Airbnb đó là mình không có mua chung cư. Những cái nhà nào có Homeowner Association đó, thì mình cũng không mướn Airbnb được. Thì mình chỉ mướn được những cái nhà nào mà những cái vùng mà không có ban quản trị. Ban quản trị là gì? Ban quản trị là những người mà trong cũng là chủ nhà, họ bầu lên là ban quản trị để kiểm soát về luật lệ, để kiểm soát về tài chính, ai phải nộp tiền mỗi tháng cho Homeowner Association. Thành ra nếu mà bạn đi mướn nhà để mà cho mướn phòng kiếm tiền thêm thì là bạn không nên mướn trong những chỗ đó. Rồi bây giờ bạn phải đi kiếm những cái nhà nào mà nó gần những biển, những trung tâm du lịch thì bạn mới có khách được, phải không? Thì Airbnb nó là một thể thức khách sạn, nhưng mà nó rẻ tiền hơn. Tại vì nó không sang trọng, nó không có nhiều cái dịch vụ bằng khách sạn.
Ví dụ như là khách sạn thì họ họ thay ra mỗi ngày, họ mỗi thay, họ có người vô dọn, những dọn phòng mỗi ngày mới dọn. Còn ở Airbnb là thường thường là trong cái thời gian mà người ta mướn ở đó thì là người chủ không có phải vô quét dọn dọn phòng, không phải vô thay ra thay giường mỗi ngày. Nhưng mà trước khi mà khách tới đó thì là phải dọn cho thật sạch, thật kỹ, thật là kỹ, phải thay ra giường mới, khăn mới, tất cả khăn mới. Nếu mà những khăn đó, mà những khăn nó có hơi vẻ cũ kỹ thì họ cũng không thích. Mà nếu họ không thích thì họ sẽ than phiền Airbnb, thì Airbnb sẽ trừ tiền. Người cái thành ra phải thành ra là phải làm service kỹ lắm. Có nhiều khi người ta tới phi trường đó rồi khó không biết ở đâu đâu để kiếm á, thì có người chủ đó, họ còn tới phi trường họ đón khách, họ đón những khách họ về, thì dĩ nhiên là họ bắt trả trả cái tiền để tiền tiền công để đón khách từ phi trường về, đưa khách đi ra phi trường. Nhưng mà khách nó vẫn thích người như vậy, tại họ họ yên chí là cái người người chủ tới chở họ về, tới tới chở họ đi, thì là họ họ thích hơn. Khi họ thích thì họ sẽ recommend, họ sẽ viết cho Airbnb là người chỗ này tốt, thì được được bạn sẽ được 5 sao, 4 sao, 3 sao. Nếu bạn mà bị 3 sao hoài thì nó Airbnb nó sẽ không cho bạn vô Airbnb nữa, nó hất bạn ra. Nên thì lúc nào cũng phải là rất là sạch sẽ, rất là tốt. Mà không những cái phòng của khách tốt mà cái nhà của bạn, nếu mà bạn cho muốn khách kia chung nhà với bạn đó, thì là cái nhà của bạn cũng phải là rất là sạch sẽ, rất là đẹp. Thì có nhiều người là họ chỉ cho mướn phòng mà có cửa ra vô riêng, để cho cái khách nó không có khó xài chung nhà. Nhưng mà nếu mà khách còn xài chung nhà luôn á thì là nhiều tiền hơn. Có khi là họ đi mướn cái nhà rồi họ làm Airbnb, rồi tới khi nào có khách á thì họ đi qua nhà họ bạn ở, khách chủ á đi qua nhà bạn ở để cho mướn nguyên nhà. Thì ở Mỹ người ta làm nhiều lắm để ta có tiền riêng. Có khi người ta cho mướn phòng, có khi người ta mướn nguyên nhà nhà luôn á, thì nó thì nhưng mà phải nhớ là nếu mà bạn không có tiền để mua nhà thì bạn có thể mướn nhà rồi cho mướn phòng, thì bạn phải tính toán làm sao mà cái tiền cho mướn theo kiểu Airbnb, tức là mướn ngắn hạn hoặc là cho mướn dài hạn, thì nó phụ vô trả tiền nhà cho bạn. Có khi là chủ nhà họ không có thích vậy, họ bắt bạn ký hợp đồng là không được cho mướn thêm. Nhưng mà thường thường nếu mình trả tiền nhà đều đặn, giữ gìn nhà sạch sẽ, thường thường chủ nó cũng không có để ý đâu, không để ý đâu. Chủ là cũng thích là người mướn nhà trả tiền đều đặn thì họ không không có để ý. Nhưng mà cũng mình cũng phải nói là khách Airbnb không có được ồn ào, tại vì những người chung quanh hàng xóm đó, có nhiều khi họ không có thích, và họ không có thích là có ồn ào, có người những người lạ ra vô, có khi sau sau thời gian họ sẽ phản đối. Thành ra đó là những cái đề cũng có thể. Nhưng mà nếu mà mình vui vẻ hàng xóm, lâu lâu mình cho họ món quà thì họ cũng im, họ cũng không có than phiền. Nếu mà khách của mình là mình chọn khách coi đứng đắn tử tế thì họ không có sợ, thì họ chỉ sợ là nếu mà đem mà cho mướn những người mà có hung dữ quá thì họ sợ cho an ninh của họ thôi. Rồi vấn đề là khi mà bạn đi mướn nhà như vậy thì bạn phải tìm hiểu coi trong cái vùng của bạn, trong cái tỉnh bạn đó, có cho phép mướn nhà theo diện ngắn hạn như Airbnb không. Ví dụ như cái vùng của mình á, là mướn nhà hay mướn phòng ít nhất là phải 6 tháng. Thành ra cũng khó, mà cho mướn Airbnb cho mướn theo năm thì được ha, chứ cho mướn mướn 1 tuần, mướn 3 ngày cũng khó khăn. Nhưng mà mình biết là có nhiều vùng cũng dễ dãi lắm, tại vì có những trung tâm du lịch mà người ta cho mướn nhà cũng nhiều lắm á. Có khi những cái tỉnh, cái hội, trong cái lúc mà hội có nhiều hội lễ lớn như là, hay là những trận đá banh lớn á, thì cái khách ta đổ ào về về tỉnh á, thì không có đủ chỗ trong khách sạn, thì là người ta cũng cũng là đi xe đi kiếm phòng của tư nhân để họ cho mướn. Cái chuyện đó là cũng rất là thông thường. Thì đây là cũng một cách mà không có nhà đi thuê nhà rồi cho mướn phòng. Thì mình biết là cũng có nhiều người đó, ảnh ảnh cho mướn cái nhà, đi mướn cái nhà 1.500.000, rồi ảnh cho
hai phòng mướn Airbnb, thì mỗi mỗi cái phòng đó là một tháng là chúng Airbnb là cũng được 800 900, tức là tương bằng 1.600, thì là anh ở thì trả cho cũng là trả lại cho ảnh ảnh mướn nhà 1.500, thì cũng cũng là đủ đủ cho như là anh ở không tốn tiền, anh để dành tiền để anh mua nhà cũng có ha. Có những cái nhà nó sang trọng hơn á, thì là cho mướn được, có khi mướn được một 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 tuần 500 hay là một tuần 300, một tháng được 1.000 đô á, thì là phụ dư trả tiền nhà, có khi còn dư để bỏ túi. Thì ở Mỹ người ta làm vậy nhiều lắm bạn, họ mướn nhà rồi họ cho mướn phòng, có khi theo kiểu Airbnb cũng có thể họ cho mướn mướn tháng cũng có, tùy theo là tùy chỗ ha. Thì tùy theo cái nếu muốn muốn chỗ mà theo Airbnb là cũng phải gần chỗ nào, gần trung tâm du lịch hay là gần biển thì thực sự du khách mới tới mướn mướn theo tuần, phải không? Còn nếu mướn tháng là mình phải lựa chỗ nào có gần gần trường đại học để các sinh viên mướn, hoặc là gần 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 chỗ có nhiều cái là công trường, có nhiều công sở, thì là cũng có những người ta làm công sở mà ta không có đủ tiền mướn mướn nguyên thì người ta share phòng. Mà nếu bạn share phòng mà bạn phải làm sao mà để cho mỗi cái phòng đó nó có cửa riêng, nó có phòng tắm riêng, rồi cái lại là không không dính vô cái nhà của bạn, thì rất là tiện lợi ha. Khi bạn mướn nhà phải mướn, bạn mướn nhà nằm ở giữa là phòng khách với lại nhà bếp, một bên đó là phòng phòng chính, master bedroom, phòng chính có nhà tắm riêng, bạn khóa cái cửa phòng vậy là không ai vô trong phòng của bạn, cũng không ai xài phòng tắm của bạn. Rồi rồi hai cái phòng kia là nó có cửa riêng đi đi ra ngoài, có nhà tắm riêng. Ở Mỹ nó không thích xài chung nhà tắm với ai, nó thích riêng nhà tắm của nó. Thì là nếu mà những cái phòng nào mà có nhà tắm riêng là những cái phòng đó cho mướn được nhiều tiền hơn là nhà không có nhà tắm riêng. Rồi cái chỗ đậu xe thì phải nhắm chỗ đậu xe của cái trước nhà mình là cũng phải đậu được ít nhất là 3 chiếc xe, chiếc xe của mình rồi chiếc xe của hai người mướn phòng trọ. Như vậy thì rất là tiện lợi cho mọi người. Nếu mình cho mướn phòng trọ Airbnb thì mình phải chịu khó dọn dẹp để trưng bày cho đẹp, cho ra giường gối giường khăn trải giường cho đẹp cho nó mới, hãy mất thánh hơi của cũ phải bỏ đi. Nếu mà khăn mà người mà phải giặt thôi cho thiệt trắng, giặt theo theo bỏ bỏ cái tẩy cho thiệt trắng. Nếu mình thấy cái nào mà mình giặt không nổi, mình không trắng đi thì mình phải bỏ đi, thì mình cũng đó là cũng tốn hao lắm bạn ạ. Mà thường thường ta thích khăn trắng, nệm trắng, khăn trắng ra nệm trắng. Họ nếu mà để mà đậm màu đậm thì họ họ nghi ngờ, họ nói chắc là không sạch, thì họ sẽ than phiền với Airbnb. Khi Airbnb bị than phiền thì Airbnb sẽ cắt bớt cái tiền của bạn, hoặc là người đó ở 2 ngày trả 2 ngày rồi cái bỏ đi đi chỗ khác, rồi như là bạn sẽ mất tiền trong những ngày còn lại. Thành ra Airbnb là mình mở cái đó là có tiền, nhiều tiền thật, nhưng mà phải mất thì giờ để chăm sóc kỹ lưỡng lắm bạn, không có bỏ rơi được. Khi người ta ở tới người ta thì mình phải hướng dẫn người ta một chút là đi chỗ này làm sao, đi chỗ kia làm sao, hướng dẫn người ta nhiều cái, hướng dẫn nhiều cái để giúp đỡ cho họ thì là họ mới vui đó. Thì hôm nay là mình nói cho các bạn cái cách là cho mướn thuê cái Airbnb mà không cần phải mua nhà. Kính chào các bạn, hẹn lại gặp bạn video sau. Chúc các bạn luôn luôn được mạnh khỏe, vui vẻ và mọi sự như ý. Bye bye.